À, không sao, tùy duyên đi. À, người học Phật, người tụng kinh á, cũng giống như gì, giống như người ăn mía. Tôi lấy một cái ví dụ như vậy cho các Phật tử biết, giống như người ăn mía, ăn khúc gốc, à, khúc giữa hay là khúc ngọn thì đều gì, tất cả đều gì, đều ngọt. Nên có cái khúc ngọn á, mình ăn một cái khúc ngọn á, mình khúc ngọn không á thì gì, nó có thể nhạt hơn một chút, hoặc ăn mình khúc gốc không á thì nó gì, nó có thể hơi rắn lên một chút, nhưng mà gì, vẫn là cây mía ấy, nó vẫn gì, có vị ngọt. Phật tử tụng được quyển thượng thì Phật tử có gì, có công đức của quyển thượng. Tụng được quyển trung thì thêm công đức của, tôi lấy một cái ví dụ như tụng quyển thượng, mình quyển thượng không á thì có công đức gì, của ngọn mía chẳng hạn. Tụng quyển trung thì có thêm công đức của khúc giữa của cây mía. Tụng quyển hạ thì Phật tử có thể thêm cả cái gì, cái gốc của cây mía. Tụng trọn cả ba quyển tức là Phật tử có công đức gì, giống như ăn trọn cả cây mía vậy. Đó. Còn từng được một quyển thì thôi, coi như mình ăn gì, ăn một khúc của một cây mía, không có tội gì đâu. Chắc chắn Phật không bắt tội chúng ta. Này Phật tử kia, nhà ngươi tại sao lại dám 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 phạm thượng với ta như thế? Nhà ngươi tại làm sao chỉ có tụng quyển thượng mà không tụng quyển trung quyển hạ? Ta sẽ bắt phạt ngươi. Không có cái chuyện đó. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng gì, cũng không đến cầm cái tế trượng mà giống xuống ngay trước cái mặt chúng ta mà bảo, chỉ mặt ta mà bảo gì, tại sao ngươi gì, ngươi không kính trọng ta trọn vẹn, tại sao ngươi chỉ kính trọng ta có một phần ba mà không gì, không kính trọng ta cả gì, cả ba phần trọn vẹn? Không có cái chuyện đó. À, cho nên đối với Phật pháp á, là gì, đầu giữa và cuối, trong kinh luận nói tất cả đều là thiện. Cho nên là tụng được quyển thượng thì có công đức quyển thượng, tụng được quyển trung có thêm công đức quyển trung, tụng được quyển hạ thêm công đức quyển hạ. Chúng ta hiểu biết được Đức Phật dạy ở trọn vẹn trong bộ kinh để chúng ta thực hành thì công đức chúng ta sẽ sớm được viên mãn. Còn chúng ta chưa được hiểu hiểu được hết vì một cái nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà.